Alo, kênh 7 xin nghe. Thưa quý vị, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng vẫn không thể lấp khoảng trống thiếu hụt về giáo viên ngành giáo dục và vướng nhiều thủ tục quy định dẫn đến việc chỉ tiêu bổ sung không kịp theo các giảm biên chế, ghi nhận của giáo phóng viên Alo Cử Tri về vấn đề này. Cô Vân, chuyên môn chính là dạy toán, nhưng do thiếu giáo viên phải kiêm nhiệm thêm cả môn vật lý. Do phải kiêm nhiệm nên giờ đứng lớp tăng gấp đôi nhưng vẫn phải thực hiện. Khi chuyển dạy vật lý thì chúng tôi cũng phải tìm hiểu các cái lượng kiến thức liên quan bài học rồi các đồ dùng học tập về môn vật lý nên cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc tiếp cận kiến thức mới, đặc biệt là cái chương trình sách giáo khoa đổi mới như bây giờ thì cũng gặp rất nhiều là một số khó khăn nhưng chúng tôi cũng đang cố gắng. Sau khi rời ghế đại học, cô Thảo đã trở về quê hương để giảng dạy. Mong muốn lớn nhất của cô Thảo là trở thành giáo viên biên chế để yên tâm công tác tại địa phương. Chỉ tiêu biên chế nó rất là thấp nên là với một giáo viên trẻ như tôi thì cái cơ hội nó rất là hạn chế. Nên là tôi mong muốn các cấp lãnh đạo cũng như là sở giáo dục thì có thể là bổ sung thêm số lượng biên chế để cho chúng tôi được cống hiến cho giáo dục. Trong năm 2024, tỉnh Thanh Hóa bổ sung trên 2.654 biên chế cho các địa phương. Nhưng dù được thêm biên chế, nhưng để tuyển đủ theo định mức được giao cũng không phải dễ. Quảng trường tuyển dụng chưa hết là 85 biên chế nữa. Lý do tuyển dụng chưa hết ấy là thực hiện theo kế hoạch 157 của Ủy ban tỉnh Thanh Hóa về lộ trình tinh giản biên chế thì mỗi năm là tinh giản 10%. Cho nên cái việc Quảng Xương không được tuyển dụng hết biên chế như vậy là cũng đã gây cái sự khó khăn cho huyện Quảng Xương trong việc sắp xếp bố trí cán bộ giáo viên. Tính tới hết tháng 8 năm 2024, việc tuyển dụng bổ sung biên chế giáo viên tại tỉnh Thanh Hóa đạt khoảng 38% theo số lượng trung ương giao. Các huyện, thị xã, thành phố vẫn đang tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng để trình qua Sở Nội vụ thẩm định để trình ban tỉnh phê duyệt để khẩn trương tuyển dụng hết số lượng mà biên chế được giao. Mỗi năm tỉnh Thanh Hóa tăng khoảng 20.000 học sinh ở các cấp. Số lượng giáo viên bổ sung không kịp với số lượng học sinh là một thực tế. Trong khi giảm biên chế cơ học vẫn phải thực hiện theo hàng năm sẽ khiến việc thiếu giáo viên chưa thể dừng lại.